văng ra. Bây giờ mình đây lại nha, để mẹ sẵn, bây giờ mẹ sẽ sẵn hàng xong rồi mẹ sẽ tâm sự với các bạn. Im đi mày, chó tệ đấy. Mua kem ủng hộ tao đi. Mọi người để meo xíu nha. Đúng rồi, meo ốm phải nhớ tài quá nè. Minh Thư chị ốm quá, ôi chị tụt xuống 2 kg rồi. Bên meo là kem chị mụn, chị thăm, chị cho những bạn nào mà da sừng nè, da khô nè, lười uống nước nè, thì hả meo có một loại kem phay baby lotion mới ra, là dành cho những bạn nào da sừng, da khô, lưỡng nước. Để mấy xíu mẹ ghi cái này xong rồi mẹ sẽ chỉ với các bạn nha. Trời mưa mà không chăm sóc da thì uổng lắm. Body cho
bạn gái đi. Ok, xong rồi chị sẽ livestream xong chị sẽ add em nha các bạn. Mẹ mở nhạc sàn đi. Mẹ không thích nghe nhạc sàn mà chỉ thích nghe nhạc buồn buồn. Chị bán luôn hả chị, bao nhiêu vậy? Kem body thì đúng rồi, Mel bán hết tất cả, tấm trắng, bột dưỡng, kem body, kem face, serum đầy đủ luôn nha. Kem body là loại kem này nè,
Đây là me chị mới tắm trắng xong nha. Bây giờ me sẽ xức thử cho các bạn. Thôi rửa mẹ rửa thôi rồi. Tại vì bạn biết sao không? Trời mưa, không có đi ra đường được. Bây giờ mới chuẩn bị hết mưa rồi, mình sẽ đi gửi cho bạn. Thông cảm cho me nha Hiền Anh. Nó có tháng không để đổ dầu không chị? Kem face, bây giờ me sẽ hướng dẫn kem body trước rồi xong rồi me sẽ nói kem face nha, để cho các bạn khỏi nhầm. Các bạn tắm trắng xong á, các bạn la dao thật là khô luôn nha, rồi hãy xức kem. Đây, kem này các bạn đi ngoài mưa hay đi bơi gì nó không hề bị trôi luôn nha. Đây, xức cực kỳ thấm nhanh và thẩm thấu vào da, thoa cực kỳ lẹ luôn. Dù các bạn đánh 2-3 lớp hay đi chơi, các bạn uống trắng lên các bạn đánh 2-3 lớp cũng không hề bị lộ luôn nha các bạn. Kem này là độ make up rất là cao và độ chống nắng cũng rất là cao nha. Chất kem của nó là dạng sạch sữa, hôm qua me đã có livestream, me đã có giới thiệu rồi. Nhưng mà hôm nay sản xuất giới thiệu tiếp. Trắng và cực kỳ thơm, mùi sữa dê nha các bạn. Không hề lộ con kem chút nào luôn. Đây. Me đi nắng hả, me ra đường phơi phới không sợ. Không sợ bị lộ con kem mà cũng không sợ bị bết bết. Trời mưa mà các bạn chăm sóc da thì thật là thích. Hũ này là 300g nha. Đây. Ái thanh đại hũ này là 300g nha, giá 400. Bây giờ me sẽ giới thiệu đến cái mặt nha. Linh Võ ơi, em ngồi xem một hả? Ừ. Đây, kem mặt là mỗi sáng me thức dậy hoặc là me chuẩn bị đi chơi thì me sẽ xức đến kem này. Kem này là me mới vừa xức trên mặt rồi. Kem này hả, là kem dạng chỉ có xít. Có không? Ái thanh đàn, có xít nha bạn, me có xít nha. Kem này hả, đây, chất kem của nó cũng là dạng xịt sữa. Còn mà Mèo xài ban ngày hoặc là đi chơi, mèo xức lên kem này. Mèo không cần trang điểm gì hết, chỉ cần hở đánh ra là nó đã tạo lên một làn make up baby nhẹ nhàng rồi. Còn kem này là thiên về dưỡng, cho những trước khi đi ngủ mèo thoa serum. Mèo thoa serum xong thì mèo sẽ xức đến kem này. Kem này là thiên về dưỡng luôn nha. Kem này là dạng lotion. Nó chỉ cho những bạn nào mà da sần, da khô, da thiếu sức sống hoặc là lười uống nước như mèo thì trước khi ngủ đánh kem này, sáng mai ngủ dậy thì sẽ có một làn da rất là căng, rất là mịn, rất là trắng nữa. Nói trước kem này là kem dạng lotion nha, cũng nó không có trắng lắm, không có trắng bằng kem này nha các bạn, tại vì kem này thiên về dưỡng. Giá 480. Chia Tài Nguyễn. Heo la. Mày mới vừa tư vấn rồi nha Thúy Nguyễn. Có kem là chị Tàn Nhang không chị? Chị Tàn Nhang thì kiểu như nó không có hẳn là chị Tàn Nhang nữa. Nhưng mà các bạn kiên nhẫn thì sức khoảng chừng 1-2 tháng thôi thì Tàn Nhang các bạn cũng sẽ mờ. Chứ mẹ không có dám chắc là sẽ nói là chị Tàn Nhang nha.
có hiệu quả không em ơi? Nếu không hiệu quả thì tại sao Mail lại bán, đúng không các bạn? Mail đảm bảo các bạn là hiệu quả cực kỳ nha. Nếu mà các bạn kết hợp với serum thì da các bạn cực kỳ khỏe, cực kỳ mịn và cực kỳ trắng, Mail đảm bảo luôn nha. Cảm ơn mấy bạn nha. Cái cải thảo, ok bạn nhắn tin cho Mail số điện thoại về địa chỉ nha. Các kem nào, các kem nào chị mặc gì không chị? Không, mỗi kem nào chị mặc dây đó. Xếp cho mình tay ba, xếp cho mình tay ba mũ. Không ở đây con chỉ bán kem tắm trắng thôi, kem trắng da thôi, không chỉ mặc dày. Chị mặc dày là mua kem Tài Nguyễn. Thủy Nguyễn giá bao nhiêu Mail? Giá này là BB cream này là 480, serum là 400, serum là 280 nha. Còn kem là kem dưỡng nha, dưỡng là giá 420. Cái thảo mình inbox. Ok, mình livestream xong mình sẽ trả lời tin nhắn của bạn nha. Kem tưởng cầm trái banh trời ơi, mặt đầy rồi, mặt dày mua Tài Nguyễn. Chị Huyền đúng rồi đó, mặt dày thì mua Tài Nguyễn. Các bạn nào muốn mua kem mặt dày hay là kem chống nhục thì nhắn tin cho Tài Nguyễn nha. Dùm memo đâu ấy, memo của bạn Tina Tuyền nha, dùm này rất là đẹp luôn, sẵn đi à. Giá yêu thương lắm, chỉ có 430 thôi. Tại thấy mặt dùm đẹp hơn. Ai cười vậy? Yêu thương gì? Giá yêu thương thôi nha, chỉ có 430 thôi nha. Ok nè, chút nữa hồi Mail nhắn chụp Facebook qua cho bạn đó cho xong nguyên nha. Vô không khen thôi còn chơi nữa bà nội. Đúng rồi, chỉ có mình một mình Vân Suri là đẹp nhất. Bán được 320 set tắm trắng. Hôm nay các bạn mua hàng thì Mail sẽ ưu đãi cho các bạn. Đúng rồi. Ủa chứ bình thường cũng đâu thấy gì đâu Tài. Heo là sao má ghét chị nè. Chính xác sự thật. Tuy em xấu trong mắt chị nhưng mà em đẹp trong mắt rất là nhiều người. mua một hộp kem tặng một cái bánh tráng. Chị cũng đang dùng kem nè. Chị thường bôi đêm sáng hôm sau vậy.
da mốt giả mang. Đúng rồi, em cũng vậy nè, em cực kỳ thích luôn á chị Hà. Thì các bạn chăm sóc dưỡng da nha, các bạn tắm trắng, tắm bột dưỡng gì đó cho da đẹp. Ủa hả? Ủa còn cái này không đưa con rồi. Mê chuẩn bị đi giao kem và giao đồ Phật tử cho các bạn nè. Phạm Loan kem body. À chị Mel, hôm nay Mel giới thiệu tất cả loại sản phẩm luôn nha. Kem body, kem face và serum tắm trắng, bột dưỡng. Hôm nay mấy bạn nào mua hàng Mel sẽ có ưu đãi rất là nhiều luôn nha. Trăm ly, trăm kem sức thấy phân kem không chinh, không hề thấy phân kem luôn nha. Bạn nào muốn trắng hơn thì sức khoảng chừng 2-3 lớp cũng được nữa, không hề bị lộ. Em mọi chị bao nhiêu tuổi rồi chị? Mel mới 18 thôi. Em bán hả, trước chị nhờ bạn mua dùng một và còn có nhờ. Ủa sao vậy, sao phải nhờ? Dạ em có bán nè chị Hà. Vi Cát, cảm ơn Vi Cát nha. Chị xinh quá, cảm ơn bé Băng. Tắm trắng bao nhiêu mèo? Tắm trắng là 350 nha. Tắm trắng mình kết hợp với bột dưỡng nữa là 150. Ơi phân từ từ đây nha. Mọi người nha, có người gọi Mèo. Em cho anh số rồi đó. Đây, đây là loại tắm trắng bên Mèo nha. Từ từ. Trắng nhiều. Chị trắng nhiều không Mèo? Trắng rất là nhiều luôn nha, mà nếu bạn dùng combo bên Mèo thì sẽ trắng sáng luôn. Tắm trắng như vậy. Đây là tắm trắng 350 nha. Đây. Tắm trắng này mà kết hợp với bột dưỡng nữa lên ton tới 90% rồi nha các bạn. Hôm qua Mèo mới vừa tắm bột dưỡng xong và hôm nay Mèo mới tắm trắng xong đây. Đây là da Mèo chưa xức kem nha. Chị ơi bao nhiêu một set? Nghe nói lại giá này là 350, còn bột dưỡng là 150. Bột dưỡng thì hả, xài rất là được nhiều lần luôn nha. Nguyên chất 100%, không pha lẫn tạp chất gì hết. Kết hợp chung với bịch sữa tươi không đường và một quả chanh và một trứng gà làm từ thiên nhiên không nha các bạn, nên yên tâm sử dụng hàng bên Mèo. Đúng rồi, 350 một set tắm trắng nha. Bạn nào mà từ 45kg trở xuống thì sử dụng được 2 lần, còn mà 45kg trở lên thì chỉ sử dụng được 1 lần thôi nha. Ship về Hà Nội thì bao nhiêu ạ? Dạ ship về Hà Nội thì ship là 40k nha. Chị nhắn tin, chị Huyền Trang ơi, chị nhắn tin địa chỉ và số điện thoại cho em nha. Chị lấy món nào chị cứ nhắn cho em. Mà hôm nay đặt hàng Mèo thì shipper vừa đi giao rồi nha, đồ Phật tử và lẫn kem và tấm trắng. Dạ nam sử dụng được luôn nha, sản phẩm bên em là nam nữ đều sử dụng được hết.
những bạn nào muốn mua hàng thì cứ nhắn tin cho Mel nha. Mel livestream xong Mel sẽ rep hết. Bây giờ thì Mel phải đi ăn rồi vì vừa ngủ dậy chưa đi ăn gì hết. Thì livestream chỉ các bạn tư vấn và xài hàng và cách sử dụng và công dụng của nó như thế nào rồi. Mẹ sẽ làm clip test thêm một lần nữa là test bột dưỡng và tắm trắng và serum và sản phẩm mới ra là baby lotion cho các bạn xem. Cảm ơn mọi người nha. Bye bye.